Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội đàm nhằm tăng cường hợp tác biên giới Việt Nam Trung Quốc được tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn. Lễ hội ẩm thực đường phố Séc tôn vinh món ăn Việt được tổ chức tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. Thưởng thức tài năng của các nghệ sĩ piano trẻ của Việt Nam và Nhật Bản qua buổi hòa nhạc mùa xuân của âm nhạc và tình hữu nghị được tổ chức tại Hà Nội. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 3 tại Lạng Sơn đã diễn ra hội đàm đầu xuân giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang của Việt Nam với Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây của Trung Quốc. Đây là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 10 Ủy ban công tác liên hợp giữa 4 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc. Phóng viên Nguyễn Sơn có mặt tại hiện trường sẽ thông tin chi tiết tới quý vị. Hội đàm đầu xuân giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc là nhằm tiếp tục phát huy vai trò quan trọng cho việc xác định phương hướng hợp tác, trực tiếp chỉ đạo trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hợp tác giữa hai bên và đã trở thành diễn đàn đối thoại cao cấp nhất trong quan hệ giao lưu hợp tác giữa các địa phương hai nước Việt Nam Trung Quốc. Trong nhiều năm liên tục, Quảng Tây là một trong những địa phương đi đầu về hợp tác kinh tế thương mại với Việt Nam. Nội dung chính của hội đàm lần này là bàn giải pháp tăng cường hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác thực chất cùng có lợi và phối hợp quản lý tốt khu vực biên giới. Năm nay tròn 20 năm Việt Nam và Trung Quốc phân định biên giới và cũng là 10 năm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền và ký kết 3 văn kiện pháp lý. Tại hội đàm, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi tổng kết kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý hiệu quả đường biên, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới và đặc biệt là thúc đẩy việc nâng cấp, mở mới các cặp cửa khẩu mà hai bên đã thống nhất. Qua đó sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại giữa hai bên. Sáng ngày 22 tháng 3 tại thành phố Đà Nẵng, Đại sứ quán Bỉ đã khai trương trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Bỉ, Đức và Ý đặt tại thành phố Đà Nẵng. Đây là trung tâm thứ 3 tại Việt Nam tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Bỉ, Đức và Ý sau hai trung tâm đã có trước tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Bỉ, Đức và Ý tại thành phố Đà Nẵng có địa chỉ tầng 5, tòa nhà ACB 218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Việc ra đời trung tâm này tạo thuận lợi cho những người sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận có nhu cầu làm thủ tục nhập cảnh vào Bỉ, Đức và Ý. Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Bỉ, Đức và Ý tại Đà Nẵng sẽ bắt đầu hoạt động từ thứ Hai, ngày 25 tháng 3 này. Hiện nay tại Liên bang Nga đã có khoảng 100.000 người Việt Nam sinh sống và làm việc. Những thế hệ thứ hai, thứ ba được sinh ra và lớn lên tại đây luôn được cho học tiếng Việt để nhớ về cội nguồn, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Cộng đồng người Việt tại tỉnh Svetlov và thành phố Kazan là một ví dụ tiêu biểu cho truyền thống này. Được sự hỗ trợ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg, Hội người Việt tại tỉnh Svetlov cùng một số cá nhân, lớp học tiếng Việt đã được tổ chức và khai giảng từ mùa hè năm ngoái tại Trung tâm Thương mại Hà Nội. Bà con quan niệm cần phải cho các con học tiếng Việt để hiểu biết về truyền thống, lịch sử, văn hóa của dân tộc. Do đó, nhu cầu cho con em học tiếng Việt là rất lớn. Đây là thuận lợi để mở lớp. Tuy nhiên, dạy tiếng Việt cho các em ở môi trường chủ yếu nói tiếng Nga không hề đơn giản. Còn tại thành phố Kazan, đã có tới 2 lớp tiếng Việt được tổ chức tại nhà hữu nghị. Những lớp học này đang được các giáo viên dạy ngày càng có chất lượng hơn, tạo được sự thích thú, thu hút các em đến học. Không những thế, đến đây các em còn được học hát, múa, vẽ tranh, tìm hiểu về truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc qua các hoạt động chung như tổ chức Tết Thiếu Nhi, rằm Trung Thu, Tết Cổ Truyền. Những nỗ lực của các bậc cha mẹ và cả cộng đồng cũng như tự thân các em học sinh trong việc học tiếng Việt đều hướng đến đích chung là các thế hệ trẻ người Việt ở Ekaterinburg, ở Kazan và nhiều thành phố khác của nước Nga đều thành thạo tiếng Việt, hiểu biết trân trọng những giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa của dân tộc, góp phần mình vào xây dựng quê hương đất nước. Triển lãm ảnh Việt Nam ngày nay và quan hệ Việt Nam-Chile vừa được Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Viện Văn hóa Chile Việt Nam và nhóm nghị sĩ hữu nghị Chile Việt Nam tổ chức tại trụ sở Quốc hội Chile đặt tại thành phố Valparaíso. Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện này được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 48 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao 25 tháng 3 năm 1971. Và kỷ niệm 50 năm cuộc gặp lịch sử giữa cố Tổng thống Chile Salvador Allende với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội vào tháng 5 năm 1969.
Đại sứ khẳng định các tấm ảnh trưng bày tại triển lãm cho thấy quan hệ giữa hai nước là sâu sắc, bền chặt, phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua và đã trở thành mối quan hệ hợp tác, đối tác toàn diện. Hạ nghị sĩ Carol Cariola, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam, khẳng định Việt Nam là tấm gương sáng cho các dân tộc trên thế giới, vượt qua những thời khắc khó khăn trong lịch sử, giành lại độc lập, tự do và đang tích cực phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng. Tại triển lãm, các khách mời đã được nghe biểu diễn các bài hát về Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh như Quyền được sống trong hòa bình của nhạc sĩ Victor Jara và Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Rolando Alarcón. Vừa qua tại khu phố đi bộ Sầm Uất ở quận 5, thủ đô Praha, Cộng hòa Séc đã diễn ra lễ hội ẩm thực quốc tế với chủ đề Trải nghiệm Việt Nam. Sự kiện do công ty Food Event cùng với sự bảo trợ của chính quyền địa phương thành phố Praha, cơ quan đại diện văn hóa thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Séc phối hợp tổ chức nhằm quảng bá nghệ thuật ẩm thực và văn hóa Việt Nam tới người dân Séc cũng như du khách quốc tế. Với 20 quầy thực phẩm, các nhà hàng Việt Nam tại Séc đã giới thiệu hàng chục món ăn khác nhau của Việt Nam. Từ các món đã quen với thực khách nhiều năm qua như bún, phở, bánh cuốn, nem rán, nem cuốn, bánh mì, cho tới các món còn ít người biết tới như bánh khoai, bánh bao các loại, cùng nhiều đồ uống giải khát có tiếng của Việt Nam. Các món ăn của người Việt luôn được người dân Séc ưa thích, có thể nói là nằm trong top đầu các món ăn nước ngoài được ưa thích tại đây. Vì vậy chúng tôi chọn Việt Nam cho lễ hội tháng này và chúng tôi hy vọng sự kiện này sẽ góp phần đưa các món ăn của Việt Nam đến gần gũi hơn với người dân Séc, qua đó giúp người dân chúng tôi hiểu thêm về văn hóa con người Việt Nam. Được tổ chức tại khu phố đi bộ Andel, nơi có trung tâm mua sắm lớn nhất quận 5, nên các quầy luôn thu hút một lượng lớn khách hàng tới thưởng thức các món ăn, đồ uống của Việt Nam. Ngoài được trải nghiệm các món ăn ngon, thực khách còn có dịp thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc dân tộc và xem triển lãm ảnh về Việt Nam, đất nước, con người. Tôi đã từng tới một số sự kiện ẩm thực của người Việt tại Séc, nhưng không nghĩ nó lại lớn, đông vui và náo nhiệt như thế này. Tôi đặc biệt thích món ăn của người Việt, không chỉ bởi hương vị, mà còn bởi thành phần nhiều rau, ít dầu mỡ hơn so với món ăn của các nước khác. Lễ hội ẩm thực trải nghiệm Việt Nam tại Praha tuy chỉ diễn ra trong một ngày 20 tháng 3, nhưng đã thu hút được hàng nghìn lượt khách tham quan, góp phần quảng bá và lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới người dân Séc và du khách. Một gợi ý mới cho những người yêu hoa hồng và thích chụp ảnh đó là vườn hồng vừa được xác nhận là lớn nhất Việt Nam. Nằm cách trung tâm Hà Nội 50 km, khu vườn hồng thuộc thôn Muồng Châu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội, rộng hơn 3,5 hectare và đa dạng các loại hoa hồng thay nhau nở 4 mùa. Vườn hồng kỷ lục này đang trở thành điểm đến của những người yêu hoa và đông đảo chị em tới tham quan và chụp hình. Vượt hơn 60 cây số để đến được vườn hồng, các chị em này chẳng hề mệt mỏi, bởi niềm đam mê hoa hồng đã được thỏa mãn và được tận hưởng bầu không khí trong lành, ngát hương hoa. Bộ đồng phục áo dài mới may đã tìm được một không gian đích thực để lưu lại những khoảnh khắc hòa mình với thiên nhiên. Cảm thấy cái hương nó rất là quyến rũ. Mùa hồng. Hai là mọi người còn cảm thấy là mình trẻ ra đến 10 tuổi. Hòa với khí xuân, hòa với các bạn trẻ, hòa với những cái vườn hồng như thế này rất là hiếm hoi. Chủ vườn hồng đã mất 2 năm đi khắp nơi để sưu tập những loại hồng quý, rộng tới hơn 3,5 hectare, hơn 100 loài hoa hồng với hơn 3 triệu bông. Vườn hồng được chăm sóc bởi một đội ngũ chuyên nghiệp hơn 50 người. Cô cứ một tuần cô đi làm một lần, cái cỏ này nó hay mọc tốt nhanh lắm, các cháu là phải làm liên tục đấy. Không làm là cái phân, cái cỏ nó lên nó ăn hết phân này, hoa hồng nó lại không được đẹp, nó không nụ không to. Một địa điểm check-in bạn không thể bỏ qua khi đến với vườn hồng lớn nhất Việt Nam đó là chú lợn được làm bằng hoa thật. Còn nếu các cặp đôi muốn tìm địa điểm chụp ảnh thật lãng mạn thì hãy đến với khu vườn hồng tình yêu. Ở đây tôi phát hiện có một đôi đang chụp ảnh ở đằng kia. Chúng ta không nên nói to để họ tự nhiên nhé. Những cặp đôi yêu nhau cũng tìm về với vườn hồng để có những khoảnh khắc riêng tư của lứa đôi, để đắm mình trong không gian của loài hoa minh chứng cho tình yêu. Vừa được công nhận là vườn hồng lớn nhất Việt Nam, vườn hồng thôn Muồng Châu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì hứa hẹn là một điểm dừng chân mới bên những danh thắng đã quen thuộc tại Ba Vì. Thưa quý vị, bắt đầu chơi đàn piano từ khi mới chỉ 4 đến 5 tuổi.
giành được nhiều giải thưởng tại nhiều cuộc thi âm nhạc quốc tế cũng như nhiều học bổng âm nhạc dành cho tài năng trẻ. Đó là những thành tích nổi trội của Nguyễn Bá Tân, Quách Hoàng Nhi và Sion Ota, ba nghệ sĩ piano trẻ của Việt Nam và Nhật Bản. Khán giả yêu âm nhạc đã có cơ hội thưởng thức tài năng nghệ thuật của họ qua buổi hòa nhạc mùa xuân của âm nhạc và tình hữu nghị trong khuôn khổ Liên hoan piano hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản diễn ra vào tối ngày 20 tháng 3 tại Hà Nội. Bản Sonat số 3 của Beethoven. La Campanella, Etui số 3 của Liszt. Hay Rhapsody số 1 của Brahms. Đó là một số bản nhạc mà ba nghệ sĩ piano trẻ của hai nước đã biểu diễn tại Liên hoan piano hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Dù mới ở tuổi vị thành niên, nhưng họ đã khẳng định tài năng cũng như kinh nghiệm biểu diễn của mình qua những bản nhạc phức tạp của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới. Tôi biểu diễn hai bản nhạc của Liszt và Chopin. Về kỹ thuật biểu diễn cũng như nội dung thì đây là bản nhạc rất khó, nhưng tôi nghĩ đó là bản nhạc sẽ khiến khán giả thấy hạnh phúc khi lắng nghe. Các nghệ sĩ trẻ đã mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả bằng kỹ thuật chơi đàn và cách thể hiện tình yêu với âm nhạc qua những phím đàn. Hai nghệ sĩ trẻ Việt Nam chơi với một phong cách rất là hiện đại, từ cái phong cách biểu diễn, một cái thế hệ trẻ Việt Nam với âm nhạc rất là thú vị, làm cho người nghe, người ta rất là cuốn hút người nghe đấy. Nghe những cái tiếng nhạc các nghệ sĩ biểu diễn, cái cảm xúc của tôi thấy tuyệt vời. Tâm hồn mình nó hòa vào với cái âm nhạc. Liên hoan piano hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản do nghệ sĩ piano hàng đầu Nhật Bản Ayuko Higuchi làm tổng đạo diễn. Chương trình đã góp phần nuôi dưỡng những tài năng trẻ cũng như tạo cơ hội giao lưu, học hỏi cho các nghệ sĩ của hai nước. Khi gặp hai bạn này thì em được giao lưu và được giao lưu với những nghệ sĩ như vậy thì em cũng học lại rất nhiều. Ví dụ như là về cái phong cách biểu diễn chẳng hạn, hay là những cái kỹ thuật. Tôi hy vọng rằng qua những buổi trình diễn piano tại Việt Nam và Nhật Bản, qua việc thể hiện những bản nhạc đặc trưng của hai nước, trong tương lai các em sẽ còn bay xa hơn nữa trên sân khấu âm nhạc của thế giới. Đây là lần thứ 3 Liên hoan piano hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản được tổ chức. Liên hoan lần thứ nhất và lần thứ hai đã diễn ra lần lượt vào các năm 2013 và 2016. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem lại các chương trình của Ban Truyền đối ngoại, xin mời quý vị truy cập vào địa chỉ website vtv4.vtv.vn hoặc trên ứng dụng VTV Go. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.